Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép cập nhật giá của chiếc xe Toyota Avanza thời điểm tháng 11 năm 2023. Và thời điểm này là thời điểm cực tốt để lấy chiếc xe này rồi, bởi vì đang được nhà nước hỗ trợ 50% thuế trước bạ từ nhà nước, cũng như là được nhà máy hỗ trợ thêm 50% nữa. Nên khi giờ anh chị đăng ký xong nó còn rẻ hơn cả giá niêm yết cơ. Và cụ thể như sau, thì Avanza ở thị trường Việt Nam có 2 phiên bản và đều được lắp ráp tại Việt Nam. Và giá niêm yết lần lượt cho các phiên bản như sau. Đối với phiên bản số sàn thì có giá niêm yết là 558 triệu, hiện tại bên em đang giảm cực sâu là 43 triệu tiền mặt, tính ra đăng ký cho anh chị là chỉ còn 548 triệu thôi, rẻ hơn so với giá niêm yết là 10 triệu. Còn em đăng ký xong xuôi tất cả giấy tờ còn rẻ hơn cả giá niêm yết là 10 triệu. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản số tự động trước mắt chúng ta đây, và trước mắt chúng ta là phiên bản màu trắng số tự động của Avanza thì có giá niêm yết là 598 triệu, và hiện tại bên em cũng đang giảm rất sâu là 37 triệu tiền mặt, và tính ra là cho anh chị lăn bánh thời điểm hiện tại chỉ còn là 596 triệu thôi, và cũng rẻ hơn so với giá niêm yết là 2 triệu đồng. Còn nếu mà anh chị nào quan tâm đến trả góp thì đối với phiên bản số sàn thì có giá niêm yết là 558, và anh chị chỉ cần chuẩn bị cho em số tiền là 144 triệu là mang xe về. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản số tự động thì anh chị chuẩn bị giúp em thêm khoảng 12 triệu nữa là 156 triệu là anh chị mang xe về được rồi. Và trước mắt chúng ta đây là phiên bản số tự động, chênh so với phiên bản số sàn khoảng 50 triệu, gọi là làm tròn khoảng 50 triệu. Thì đối với anh chị nào mà mua xe để đa số là để chạy dịch vụ thì có thể là lấy bản số sàn cho tiết kiệm. Còn nếu mà anh chị nào mà tài chính cũng không bị quá khắt khe thì có thể là lấy phiên bản số tự động này thì cũng rất là giá rất là hợp lý, nó chỉ rẻ xem với phiên bản là vài ớt thôi. Thì bây giờ theo cái nhu cầu của thị trường thì theo em quan sát thì đa số bây giờ cái xu hướng sẽ là đi xe 7 chỗ, cái giá cước cũng đắt hơn không đáng kể mà được cái xe rất là rộng rãi và thoải mái. Nên nếu là anh chị bây giờ vay ớt ra biển khoảng 508 đi thì chiếc xe này là khoảng gần 600, thì nó chênh nhau chưa đến 20 triệu mà anh chị lấy được một chiếc xe đa dụng hơn rất nhiều, và cũng cái đối tượng khách hàng mình cũng rộng hơn. Thì theo anh chị thì nên lấy cái chiếc xe nào? Và em sẽ giới thiệu anh chị sâu hơn về cái từng bộ phận của xe. Ở phần đầu xe thì anh chị sẽ thấy được là xe được trang bị là cụm đèn full LED, có đèn sương mù dạng halogen ở phía dưới. Còn ở phần thân xe thì có la răng là răng dạng phay xước rồi. La răng dạng phay xước. Ngoại thất của phiên bản số sàn và số tự động thì giống nhau đến 90%, mà gương cũng là gương tự động rồi, nhưng mà tuy nhiên phiên bản số sàn này sẽ không có cái cảnh báo điểm mù trên gương cũng như là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Gương thì cửa thì sẽ có là cửa chìa khóa thông minh. Phần đuôi xe thì đèn của đèn full LED kết hợp với cả hai cảm biến sau. Và một cái đặc biệt nữa là đối với xe, đây là chiếc xe Avanza có dung tích là 1.5 hộp số CVT nên cho ra cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là tối ưu, chỉ 5,8 lít cho 100 cây đường hỗn hợp thôi. Em sẽ giới thiệu về phần nội thất anh chị nhé. Thì đây là phần nội thất của chiếc xe Avanza, đa số chủ đạo vẫn là màu đen pha với màu nâu đồng. Thì có cái xe thì được trang bị một bản số tự động này được trang bị là 6 túi khí gương tự động này, chống trơn trượt, kiểm soát lực kéo ở đây, cụm điều khiển màn hình đa thông tin nghe gọi, màn hình đa thông tin thì là ở phía này, và đặc biệt có một cái màn hình giải trí rất lớn, màn hình giải trí 9 inch. Phía bên dưới đó là cái cụm điều khiển điều hòa dạng điện tử và có chế độ mắc cool làm lạnh nhanh. Cả hai phiên bản thì đều có đề nổ thông minh smart key rồi này. Còn hộp số ở đây là hộp số tự động, nếu mà đây hộp bản số sàn thì sẽ có hộp số nó khác một chút. Phanh tay này thì dùng phanh tay cơ. Nếu mà muốn phanh tay điện tử 7 chỗ giá rẻ thì anh chị lên là dòng Veloz. Đây là hàng ghế thứ hai của xe. Hàng ghế thứ hai của xe thì rất là rộng rãi, và kể hàng ghế thứ ba luôn, thiết kế tối ưu cho cả ba hàng ghế. Và đặc biệt là cái chiếc xe này sẽ ngả được theo dạng sofa cho anh chị, nó như một chiếc giường ở trong cái xe này luôn. Đây là phần cốp xe, và cái ghế này thì anh chị có thể ngả thêm một nấc nữa như thế này.
Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là cập nhật cho anh chị về cái chính sách bán hàng của thời điểm tháng 11 cũng như là trả góp. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác, vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Vui lòng hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.